Trời ơi, nó không dữ ấy đúng không? Ồ, trời ơi, mọi người thấy không? Thấy bắp trả lời không mọi người? Nó lột mắng cô không dữ cái gì? Dặn nó gì vậy? Bắp dặn mắng cô hả? Nè, bắp có dặn mắng cô không? Có thì gật đầu. Sao? Đang hiếp con với lũ hả? Phải không? Mắng cô đang hiếp con với lũ đúng không? Ôi trời ơi, vậy luôn hả? Mọi người thấy bắp trả lời mà nó mọi người thấy cưng không? Trời ơi, nó ăn hiếp con vậy hả? Mắng cô ăn hiếp con với lũ hả? Đúng không? Đúng thì gật đầu. Ôi trời ơi, nó không dữ quá hả? Giờ con tính làm sao? Con tính làm sao với mắng cô? La mắng cô cái gì? La nó. La mắng cô. Ôi trời ơi, la la lũ luôn hả? Ôi, la lũ hả? Thôi đi kêu chỗ khác hả? Ôi trời, bắp nó thấy hai đứa nó sắp đánh nhau nữa nè mọi người. Bắp khều mắng cùa lũ ra kìa mọi người. Đó mọi người thấy không? Bắp khôn không? Trời ơi bắp nó khôn nhoi sợ luôn á. Ôi coi kìa. Coi kìa mọi người. La lũ á, không cho lũ lại gần nữa trời. Trời ơi. Mọi người thấy đáng yêu chưa? Thôi nè, lũ cũng đâu có làm gì sai đâu, con cắn lũ làm chi? Lũ nó cũng hiền mà. Nhưng mà bắp không cho lũ lại gần mắng cùa. Bây giờ là quá trời luôn. Bà lũ bà bắp nó khôn lắm mọi người ơi. Thôi nè, con đừng có cắn em nữa. Em có làm gì đâu mà con cắn hoài. Lũ nằm ra đây. Lũ nằm sang đây. Rồi làm sang đây nè. Ý da. Nói chuyện cô chú đi. Thôi con đừng có nhìn em nữa. Con đừng có nhìn mắng cùa nữa. Mắng cùa nhìn nó là nó ngừ con á. Ôi bà bắp cắn miếng không luôn vậy á. Con ngồi xuống đi. Ngồi xuống nè. Con ngồi xuống để mặt lên lên lụa nè. Nhanh lên. Con ngồi xuống. Con ngồi xuống đi nè. Ngồi xuống đi nè. Ngồi xuống. Ô giỏi quá. Rồi con nằm xuống với lụa nha. Con nằm xuống để mặt lên lụa nè. Để mặt lên, mặt đâu? Mặt đâu? Kê lên mặt lên. Thôi mà. Hai đứa này thì nó thuận nhau từ nhỏ cả nhà ơi. Cho nên là nó thương nhau lắm. Chị nói với con, chỉ có con mãng cùa là nó khác loài á, cho nên là cái nó khác giống với hai đứa này nè. Cho nên là hai đứa nó hay cãi nhau lắm. Để vài bữa sang gân thêm đứa mãng cùa hai về cho hai đứa chơi chung. Nó chơi chứ không dám gân nữa đâu mọi người ơi. Nhà đông quá. Nhà nuôi nhiều rồi. Nuôi ba con là thấy nhiều rồi đó cả nhà. Hồi đó thì sang thích mãng cùa lắm, sang thích giống cô ghi á. Cho nên là sang nuôi một con chơi. Ai ngờ nó hung dữ quá. Thôi nè, hai con này nó giỡn rồi mọi người thấy không? Không giỡn bình thường à. Mà có con mắng cùa sao kỳ chứ không biết nữa. Mắng cùa mà thương nhau lắm cả nhà đó. Nụ cười đã tắt. Mắng cùa được cái mắng cùa là cái nha mọi người. Ba con này là cái hết. Không con là được hết á. Con lụa mình chuẩn bị cho nó đẻ nè mọi người. Nó rụng dâu rồi đó, mình cho nó đẻ để cho nó sanh em bé mà không biết nó có đẻ được không nữa. Ở trước đi bác sĩ thì con lũ nó bị bệnh con gái, cho nên là bác sĩ nói là nó là có mang thai rất là thấp, cho nên là không biết nó có cho nó đi đẻ không biết nó có đẻ được không nữa. Thôi mà được rồi đó. Cắn nhau hoài. Bắp không thương em hả? Bắp có thương lụ không? Bắp nó chỉ giỡn rồi. Trời xá rồi mọi người thấy không? Xá rồi, xá rồi. Bắp xá. Xá. Bắp lụ cũng hiền lắm. Đúng rồi, bắp lụ nó hiền mà. Lụ kiểu thấy sợ quá bắp. Thôi xem xuống like nha cả nhà ơi. Bữa nay like nhiều.